Như tin đã đưa về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắc Rờ La, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, làm 5 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa 5 người bị thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, đồng thời hỗ trợ động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân, song song với việc điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắc La, huyện Đắc Miêu, đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 5 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải chở phân bón mang biển kiểm soát 69C05159 do Nguyễn Văn Bền điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C49844 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Xe tải chở phân bón tiếp tục di chuyển thêm khoảng 200m và đâm vào xe tải biển kiểm soát 47C12570, khiến chiếc xe này mất lái, đâm vào nhiều người dân bên đường. Xe tải chở phân bón tiếp tục đâm vào hai chiếc xe tải và thêm 8 xe gắn máy, rồi chạy thêm khoảng 1 km trước khi bị lật ngang bên đường. Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong, 5 người khác bị thương và hàng loạt xe gắn máy, tài sản bị hư hỏng nặng. Bước đầu, tài xế Ngô Văn Bền khai nhận nguyên nhân tai nạn là do xe mất phanh. Nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.